mình đang ở một cái cảng nhỏ tên là Old Fisherman Wharf ở gần Monterey, San Jose. Mình đang bước vào Candy World. Hiện tại là đang ở Mỹ và đang đi biển ở San Jose Cali, và thấy biển quá đẹp nên livestream cho mọi người xem ha. Đây, đi qua bên này là đang leo trên mấy cái mỏm đá nè. Nước biển rất là trong nhưng mà ở đây thì gió cũng rất là lạnh, mặc dù trời thì nắng ha. Sao nghe cái con hải cẩu biển nó kêu ẳn ẳn hoài mà không thấy mặt mũi đâu hết ta. Nãy giờ đứng đây nghe con hải cẩu biển kêu ẳn ẳn hoài luôn á. Cá cũng trắng. Đừng có đẩy nha. Đây là con vẹm. Bắt giùm con. Đó, ô đã quá, con vẹm là con mussel nè. Ôi, đưa có luôn hả? Hiện tại Hà đang ở biển Pebble Beach ở San Jose, Cali. Biển rất là đẹp, rất là trong và xanh. Nhưng mà nước biển ở đây thì rất là lạnh nha, chứ không có ấm áp giống như là biển ở bên Florida hoặc là ở châu Âu hoặc là ở Việt Nam đâu. Anh Hải đang rất cặm cụi bắt ốc. Bà Hải đang bắt vẹm cho tụi nhỏ. Người ta cưỡi ngựa đi nữa kìa. Đâu? À, người ta cưỡi ngựa đi kìa. Các bạn xem đây rất là nhiều. Mọi người đang cưỡi ngựa đi phía trên ha. Đây, đó con vẹm nha. Nè, nghe kẻ này nhiều lắm nè. Đó, giờ có người con Việt Nam. Rio, Rio. Rio ơi. Hello. Bà Hải nè. Trời ơi, con chim nó lại nó mổ kẹo kìa. Chết rồi, nó ăn kẹo của tụi con rồi. Cái màu ở đây có nhiều màu khác nhau nè. Nếu mà mọi người nhìn Hà quay chậm chậm cho các bạn xem là mọi người sẽ thấy là biển ở đây có nhiều màu khác nhau, rất là đẹp ha. Trời rất là nắng nhưng mà không khí thì rất là lạnh. Nước biển đẹp lắm. À, ở đây nè, nghe cái con gì, chó biển hả? Hải cẩu. Nghe chó biển rất kỳ. Nó kêu vang luôn. Ở đây mình đang ở đảo chim. Ở đây là có một hòn đá gọi là Bird Rock. Thì hòn đá này thì có rất là nhiều chim đậu ở trên đó. Ủa? Con hải cẩu kêu hả? Hả? Nghe con hải cẩu kêu nhưng không thấy mặt mũi đâu hết. Đây là các loài chim hay có ở đây. Đó, mọi người nghe tiếng con hải cẩu không? Ở đây cái hòn đá này thì rất là nhiều chim nè. Đó, rất là nhiều chim đứng trên này. Chim hay vịt gì đó. Meo. Và Sunny đang ngắm biển. Đó mấy con chim đó con, hình mấy con chim đó con. Anh hai đang nhìn thấy kìa, anh hai nhìn thấy không anh hai? Mèo nhìn thấy không? Nó chưa biết cách nhìn. Mấy em đang đi coi chim. Wow, quá trời chim kìa. Hello.
Nó cắn á nha gia đình. Nó cắn nha, coi chừng nó cắn nha. Nhưng mà nó cắn mình đó. Đó, nó cắn đó. Ui, ghê chưa? Ghê chưa? Chùa biển này đẹp quá. Có biển chưa? Không, biển này đẹp. Biển xanh quá. Mẹ có nhớ cái hồ mà đi qua phía nước. Trời ơi, cha mẹ cũng lông chim. Bé à. Mùa này thì hơi bị nhiều rong một chút, rong ở trên bãi biển hơi nhiều nên không có được đẹp như là bình thường. Chỉ có mùa này thôi. Nhưng mà cái quan trọng là nước biển rất là lạnh. Anh Hải nãy giờ anh Hải đã ngâm chân xuống dưới biển, anh Hải nói là y chang như là ngâm trên một cái xô nước đá vậy đó. Bây giờ Hải sẽ bỏ giày xuống và hạ xuống là ngâm thử xem như thế nào ha. Dự định từ từ đi, nó cũng quen rồi. Y chang một cái thao nước đá, vớ nước đá vô rồi mình bỏ chân vô vậy đó. Nó quá lạnh. Nhìn biển rất hấp dẫn. Nhưng mà không thể nào tắm biển được. Hả? À, chim hả? Đây là ở biển Camo ở California. Ở San Jose ha. Em uống cái này trước là chị cho em uống nha, được không? Khu phố này vui quá à. Khu phố này bán quần áo cũng đẹp nữa nè. Giờ đang trên đường đi hái cherry. Trái thật ra là cây cherry thì mình nên nhìn từ dưới lên, mình sẽ thấy là nhiều trái hơn là nhìn từ trên xuống. Đây là cây cherry vàng ha. Còn bên đây là cây cherry đỏ. Chào cả nhà. Đây là cherry đỏ. Đó, đây là cherry đỏ nha. À, không muốn hái cherry không? Để bà Hải đến, bà Hải bế lên nha. Wow. Cho đi hái đi con.
Con hái từ từ không nó rụng hết đó con. Ok, you love cherry. Sunny đang hái hả? Sunny hái được bao nhiêu quả rồi? Sunny cho mẹ xem nào. Wow, giỏi vậy ta. Con cầm đi. Bà Hải ở dưới kia có cây cherry vàng nữa. Với Mio đang kiếm bà Hải, nói là bà Hải bế Mio lên để Mio hái. Ngon không bà Hải? Đó. Cái này đã chín cây luôn, là mình hái là mình ăn. Ăn liền luôn. Bây giờ bên này là 7 giờ tối rồi đó các bạn. Thôi, nhanh lên, bắt hai một cái đầu đây. Bắt cây cherry vàng à? Dạ. Cherry đỏ nhưng ngọt hơn cherry vàng á. Cherry vàng, tụi con lấy một đống luôn rồi. Ơ, à, một nhùi tới, to chè bá lửa luôn kìa. Cho mẹ hả? Cảm ơn con. Wow. Đó, Mio hái tặng mẹ đó. Cảm ơn con. Cảm ơn con nha.